Mẹ. Dạ, con xin chào cô chú, chào cả nhà. Một ngày mới con xin chúc cô chú cả nhà thật nhiều sức khỏe. Cô chú con bước đi nè cô chú. Hiện tại là đang buổi tối cô chú ơi. Gia đình con chuẩn bị đi ngủ. Cô chú con lúc kia nó mệt, nó ngủ mê ghê chưa cô chú. Nguyên một ngày nó chăm các em phụ mẹ, nó cứ xào quần miết, nó chạy lên chạy xuống, chạy lên chạy xuống, nó dọn vệ sinh miết. Giờ nó mệt quá nó lên nó ngủ rồi. Không khác gì người mẹ chăm con nhỏ mệt quá, bây giờ mới có được giấc ngủ nghỉ ngơi đó cô chú. Giờ nó ngủ mê đến mức mà ai làm gì làm thì nó cứ vẫn điện nó ngủ rồi nó không thèm dậy luôn. Mấy bữa thì hả nó nghe rục rịch nó nhiều chuyện nó mở mắt rồi, nó giờ có ai làm gì giờ nó không thèm luôn cô chú. Giờ chỉ biết ngủ rồi, bận bịu quá mà. Bận bịu quá mà ngủ mê một chút, ngủ say mê lướt cái đầu xuống luôn này không hay luôn, ngủ vậy chú mà nó tràn mát nữa. Thay cái đầu cho cô chú coi, chú cái đầu đó. Cô chú coi nó chú cái đầu chú nè chú, ngủ mê lắm rồi chú, chú xuống cô không đâu hay đâu tiên chú. Ngủ mê luôn, mệt quá mà bận biểu quá mà, trời chăm con mà người cha vĩ đại. Nãy con nghe báo nguyên mặt á. Chiếp ơi, Chiếp ơi, sao Chiếp nhảy xuống nó chỗ chủ hay gì Chiếp mắc cười không, nó nhảy là nó phải lấy đà nó mới nhảy được. Chiếp ơi, nhảy nữa rồi. Chiếp sao không, sao Chiếp? Hôm nay hai mẹ con tranh thủ sáng dậy sớm lo cho các em nhỏ rồi cho bú nghiệt no rồi hai mẹ con hay đi bán lại cô chú. Hôm nay mẹ con đi bán lại một bữa tại con lo quá rồi không đi cho mấy đứa ăn hạt cô chú. Quá lâu quá mà hôn mẹ vô kìa, lâu quá mà. Sao nè không con, ăn đi xem. Trời ơi, Sơn trên đây lắm thôi. Đi con có bé Sơn nè. Không có, nó sợ mẹ chứ. Chưa vuốt được nó mà. Từ từ nhưng mà giờ nó cũng đỡ bớt rồi. Chứ không đâu thấy mình nó đâu, nó sợ chạy luôn. Dạ giờ con đi về cô chú ơi. Giờ tan chợ rồi. Chợ gì đâu mà nó vắng quá trời. À, mẹ con đang dọn hàng. Cửa hàng của con thì con đóng sạp rồi. Con dọn xong rồi giờ con xuống đây. Con đợi mẹ, hai mẹ con dọn xong rồi về luôn. Đây là gian hàng quần áo của mẹ con. Đó. Đồ cắt lại đủ mọi độ tuổi, trẻ có, trẻ em có, nam có, quần áo nam, áo khoác nữa. Áo khoác mẹ con đang lấy xuống rồi nên là không có quay được hết. Nam có, đồ em bé thì mẹ con chất ở đây nè. À, đây là gian hàng của mẹ con. Giờ hai mẹ con về. Chợ rồi, con đóng cửa rồi. Giờ hai mẹ con tranh thủ về. Đáng lẽ là nếu mà không có mấy bé nhỏ là hai mẹ con chưa có về đâu cô chú. Khoảng 11 giờ mới về. Giờ dưới mấy em nhỏ là tranh thủ về, cô chú mới có 10 giờ thôi. Giờ tranh thủ dọn xong rồi về cho các em bú. Rồi con bé Ngân đi học nữa. Mai đi nha, mai mẹ nó dạ, chắc là nha. Bé đen này cô chú có nhiều cô chú biết, có nhiều cô chú không biết cô chú. Bé đen này là rất là lớn tuổi rồi cô chú. Từ 2 ngày nay thấy ra thăm mẹ con hoài luôn cô chú ơi. Mẹ cho nó ăn này còn chắc hơn có 10 năm rồi đó. Cho nó ăn hơn 10 năm rồi đó. Nó hay lại chỗ mẹ nằm đó. Bé đen là rất là lớn tuổi cô chú. Nè nè con.
ít có khi nào thấy bé lắm. Mà bé cũng sanh con giống như bé Vàng, có thể là cho con bú nên là ít có thấy bé ra luôn chứ. Tội nghiệp. Ăn xong rồi ngủ đi luôn đúng không? Nghe mẹ con kể lại là hôm kia mẹ con cho em ăn xong rồi cái em nó nằm ở đây em nó ngủ luôn á cô chú ơi. Mẹ cho em ăn lâu chưa mẹ? 10 năm rồi hả? 10 năm có không? 10 năm rồi đó. Lớn tuổi rồi. Đau lắm rồi. Thịt lên là 40 năm, khoảng 10 năm rồi. Nên là hỏi sao nó không thương mẹ cho được. Giống như người chủ thứ hai của nó không mẹ? Ăn đi đi. Sáng giờ lượn miết đó cô chú ơi. Lượn vuốt ve lâu quá rồi, phải gặp lại mẹ Dung vui hay là sao? Ăn đi coi. Đang 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 mập cái ghê. Mẹ muốn hả? Già lắm rồi cô chú. Nhìn già thấy rõ luôn cô chú ơi. Nhìn già thôi mẹ ha. Cháu 10 năm mà sống thọ lắm á. 10 năm mà lớn tuổi lắm á. Chị ơi. Cứ đứa nào đói, cứ đứa nào cứ cho con bú, chứ đứa nào đói là cứ chạy ra mẹ con. Chạy ra mẹ con xin miếng xong chạy về. Hết đứa này tới đứa kia. Bé Sơn cũng vậy. Gì mùi. Lớp xấu quá con. Dạ bé lớn nó bệnh rồi chú, nằm bệnh viện. Nằm bệnh viện thì giờ lúc kia buồn quá, lúc kia không có chơi với ai hết, lúc kia kiếm gì mùi lại. Chơi lại với dì muội. Còn mấy lớp thì đang nằm bệnh viện truyền nước biển của chú. Kỳ chắc nhớ mấy lớp lắm, buồn lắm, không biết chơi mà không có. Giờ biết chơi dì muội thôi, nó đâu biết chơi với ai đâu của chú. Kỳ ơi, sao hả? Nhớ lớp không con? Nhớ lớp không? Ráng đợi em mấy ngày ha. Em có mong khỏe bệnh nên về em chơi với con ha. Trời ơi, ông dọn vệ sinh. Bé lúc kia dọn vệ sinh cho mấy em nhỏ riết mà cô chú nhìn mặt mày nè, thấy thương nha chú. Nhìn mặt lúc kia nè, vô hay hết trơn à. Đó, nhìn mặt nó đem thổi dọn vệ sinh riết luôn á. Giỏi á, giỏi với người ta. Kia ha, giỏi quá ta. Mũi ơi. Mũi. Mũi. Tẩy nè, chút tẩy miếng nè. Mà trong nước. Cành anh của chú tí ơi. Cành anh mà vui gì quá. Vô hai lúc kia cũng giỡn được hết rồi đó. Con chào cô chú, chào cả nhà. Hôm nay con thay cát mới cho các em mà cô chú coi nè. Con bước vô cái phòng con té con tá hỏa luôn. Cái mâm đồ đạc là cô chú bình thường là thấy con để rất là ngay ngắn, hồng hạt sắp xếp ngay ngắn. Một cô chú coi tụi nó quậy đó. Không có nào ra cái nào hết. Đây cái này cô chú. Cái nhà để trong góc bay ra tới ngoài đây luôn. Con cũng nể tụi nó thiệt luôn. Nó được chơi nhà dân tứ tung. Trời, bó tay luôn bơ, dơ quá bơ. Đó, nhà cửa, đồ đạc rồi. Trời ơi, tụi nó phá không còn cái gì hết cô chú. Dạ thì cát này là cát mới, con mới đặt cho các em cô chú ơi. Cái loại này là giống như là mỗi một lần là hết một hết cát đó là
con sẽ lâu lâu con sẽ đặt loại khác cho các em thử, chú giống như là con thử xem là cái loại nào thơm. Thật ra mấy cái loại này giá nó cũng tương đương bằng nhau hết rồi cô chú, nhưng mà con thử coi cái loại nào nó thơm hơn, à, nó hút nước tiểu của mấy em tốt hơn thì con sẽ tận dụng, con sẽ mua cái loại đó. Nên là bây giờ cứ thử hết tất cả các loại cô chú. Cái loại này là loại mới, con chưa có xài bao giờ. Trời ơi sao cái kéo lộn quá cô chú không? Kéo hơi lộn. Dạ đây cô chú, cắt mới nè cô chú. Dạ cái loại mấy buổi trước thì con đặt cái bịch màu đen đen á, là cát Nhật. Cát Nhật cô chú. Còn cái loại này là cát cát mà con nghe đâu cái chỗ shop này nó nói là cát nhập chuẩn chuẩn châu Âu. Con cũng đặt mua xài thử. Cái này cũng cái này táo. Còn này như đào, chả đào đúng không? Chút đào. Đó, giờ con sẽ thay cát cho các em. Đó, con đã đổ xong một bịch. Cái bịch này là con sử dụng là mùi táo. Trộn. Ấp cho nó bằng bằng cho mấy em nó đều. Cắt mới cô chú. Cô ly này cô chú, cô ly chưa có thân thiện lắm, vẫn còn sợ. Cô ly vẫn còn rất là sợ cô chú ơi, nhưng mà cô ly rất là đẹp trai, đẹp trai vô cùng luôn cô chú. Cô chú coi bé lượm với bé vàng bù lại khóa cô chú khám khóa. Con để ý họ hầu như bé mèo nào cũng phái khám khóa tò mò những cái lạ lạ hết đó cô chú ơi. Dạ thì con cũng xin kết thúc video clip tại đây. Con cảm ơn cô chú cả nhà rất là nhiều đã động viên ủng hộ cho các bé và gia đình con, và rất xin chân thành cảm ơn cô chú đã gửi lời chúc sức khỏe đến gia đình và cầu nguyện cùng với gia đình con cho bé lớn mau khỏi bệnh. Và tình hình của bé lớn bây giờ là ba con có gọi lên bệnh viện hỏi thăm thì bé vẫn đi phân ra máu, nhưng mà em đã khỏe hơn được tí xíu rồi cô chú. Cũng là một cái dấu hiệu cũng bắt đầu rất là vui, cũng nghe tin như vậy nhưng mà vẫn còn em bị ra máu thì vẫn còn rất là lo, nên là cũng ráng nhờ bác sĩ theo dõi và báo tin cho cả gia đình biết. Dạ con xin chúc cô chú và cả nhà mình xem biết vui vẻ. Dạ con xin bye bye cô chú và cả nhà mình. Cô chú coi nó nè. Trời ơi, bé lết biết ngừa quá chứ. Quá trời đúng không chú.